xin chào, cảm ơn người nha. Vậy là mình đây không yên cơm. Hôm nay mình không có hướng dẫn cho mọi người trên HBC gì hết, nhưng mình sẽ quảng cáo một cái trang web do mình tạo ra cũng khá là lâu rồi, vào 2023 rồi, nhưng giờ mình mới quảng cáo nha mọi người. Thì đây là cái trang web mình đang muốn quảng cáo đây. Cái link trang web này mình có thể dưới phần mô tả và bình luận đó nha. Và trang web này cập nhật nhiều bản khác nha mọi người. Đây ví dụ bản quay này, nhưng mà bản quay không còn nữa. Gboard nè sẽ cập nhật nhiều bản mới nhất cho mọi người, bản nào online mình sẽ cập nhật lên đây hết. Đây rất nhiều nha mọi người. Đây OCGU gì nè, bản gì tùm lum lắm mọi người, nhiều lắm. Đây có hết nha mọi người, có những cái video hấp dẫn nè, hướng dẫn từ mặt hack nè mọi người. Nè đây chỉ trong 2 phút hack được rồi, đây 8 phút máy hack được nè. Thì đây là những video mình hướng dẫn cho mọi người hack nha. Và trang web này sẽ cập nhật lâu dài nha mọi người. Đây và nếu ai kể ta, đây mọi người nhìn góc bên phải ở trên nè, nó có Facebook Mobile PC nè. Mình sẽ phân chia ra cho nó gọn, không hơi để một tổ thì mọi người tìm khó lắm. Ví dụ Facebook Mobile thì mọi người ấn vô sẽ qua cái trang này. Đây và đã xuất online nè, cập nhật lần cuối là 16 tháng 8 nè. Và nhiều bản hát nữa. Rồi mình sẽ cập nhật nhiều bản vô mọi người. Đi cập nhật từ từ vô. Rất là ngon luôn. Thì mọi người mỗi lần thao tác á, tải xuống mọi người ấn vô thao tác nè. Rồi mọi người bật link nha. Đây sẽ bật link cho mọi người xem một lần nha. Xong rồi. Anh hùng không phải ở đâu xa mà nằm trong chính con người bạn, kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan, dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước nhất quyết không lùi bước. Chiến thắng mọi kẻ gian tà, chính chúng là người phải lùi trước. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng. Mình chưa cái đường này hơi lỏ mọi người, để họ mình biết là hôm nay bao anh hùng khắp nơi tung hoành. Nè đi qua trang này, người ấn gai đăng ký kênh cho mình vô. Thì mình là chủ kênh nên không cần đăng ký đâu. Cái kênh mình nè, rồi mọi người ấn đăng ký vô nha. Rồi nhưng mà mọi người quay lại, mọi người làm chỉ biết làm một bước thôi, rồi nó hết cái khung mình đó. Rồi mọi người mở lên, đây nó kêu nhấp vào bảng cáo, đây bảng cáo dưới đây này. Ấn vô rồi quay lại trang, rồi thế là xong. Rồi mọi người ấn tiếp tục thôi, thì bảng cáo qua trang khác rồi mọi người quay lại và ấn vô lại lần nữa nha. Sẽ kêu chờ 5 giây. Rồi mọi người sẽ ấn tiếp tục nha. Rồi mọi người quay lại. Đây ấn lại lần 2 lại ra nha mọi người. Đây đây là file đã bắt hát mùa 3 nha. Khá là ngon luôn mọi người. Đây tổng hợp nè. Rồi còn em lớp báo bị xe, mọi người ấn vô đây nè. Đây, ABC nè. Đây, lưu ý hãy xem video nha, mình có thông báo hết mọi người. Thì đây, series nối update là 4.11 tháng 8 tôi lên ra hiện tại rồi. Bay hiện tại mình chỉ thông báo hết nè, trong mấy cuộc thông báo hết. Rồi đến Super J nè, tai chỉ còn Evo tai nè. Trời nè, gọi online nè mọi người. Là gọi là hoạt động mọi người 19 tháng 8 2024 Evo ở Submit ở nhưng lần cuối 2 tháng 9 là cũng có ghi thời gian cập nhật khách trên á, người có thể xem. Đây 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 là video hướng dẫn luôn, cái xuống dưới và đây là chọn mình nhá, là bản quyền của mình nha và không có lấy của ai hết. Thì thôi mình quay vậy ok rồi, thì mình có để link ở dưới phần mô tả nha mọi người, nhớ xem dưới rồi coi có gì vô mọi người coi lại bản khách xuống nha. Và nếu ai gặp trường hợp lỗi bản hát nào thì cứ liên hệ qua cho mình. Mình link liên hệ mình có để dưới phần mô tả và bình luận luôn nó nha, cái phần hỗ trợ nó nha. Và nếu thấy video này hay thì cho mình một like và một đăng ký nha. Và cảm ơn mọi người rất nhiều luôn nha. See you, hẹn mọi người những video tiếp theo.